Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người biệt phái rằng: Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ta đi, các ông không thể tới được. Người Do Thái nói với nhau rằng: Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói nơi ta đi, các ông không thể tới được. Chúa Giêsu nói tiếp: Các ông thuộc về hạ giới, còn ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì nếu các ông không tin ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vậy họ liền hỏi: Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: Là Nguyên Thủy đang nói với các ông đây. Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã sai ta là Đấng chân thật, và điều ta nói trong thế gian đây chính là điều ta đã nghe biết ở Ngài, nhưng họ không hiểu là người nói về Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu nói: Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì, điều ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy ta. Đấng đã sai ta đang ở với ta, Ngài không để ta một mình, bởi vì ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài. Khi người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu phân biệt hai lãnh vực: thế gian, trời cao. Chúa bảo với những người Do Thái: Các ngươi thuộc về thế gian, còn ta thuộc về trời cao. Các ngươi không thể biết được những sự ở trên trời cao vì các ngươi thuộc về thế gian, còn ta từ trời cao đến thế gian. Phân biệt giữa hai lãnh vực trời cao và thế gian, hay nói một kiểu triết học, phân biệt giữa hai phạm trù thế gian và trời cao, để chúng ta thấy điều gì anh chị em? Thưa anh chị em, câu trả lời cũng nằm ngay trong tin mừng luôn ấy. Chúa Giêsu khi phân biệt hai phạm trù, hai lãnh vực, hai địa giới: ta, các ngươi, thế gian, trời cao, thuộc về thế gian, thuộc về trời cao. Từ thế gian không thể hiểu trời cao, nhưng từ trời cao lại đến thế gian. Từ những phạm trù ấy, Chúa Giêsu nhấn mạnh điều mà con người đang ở, đó chính là tội lỗi. Bởi vì với Thánh Kinh, khi nói đến hai tiếng thế gian, nghĩa là luôn luôn Thánh Kinh đồng dạng nó với tội lỗi, với sự xấu, sự dữ. Và khi con người ở trong phạm trù của sự xấu, sự dữ, con người đồng hóa với thế gian, con người cần được Đấng đến để chữa trị mình. Và Đấng ấy thuộc về trời cao, Đấng ấy khác hẳn, Đấng ấy là Đấng đến để mang ánh sáng của trời cho bóng tối thế gian. Và Đấng ấy đã làm cho thế gian từ cái bóng tối trở nên ánh sáng. Thưa anh chị em, thế gian là sự xấu, sự dữ, trời cao là chân lý, là sự thiên thánh, là lãnh vực của ơn huệ, của những điều cao cả, của thượng trí. Và vì thế cho nên nếu ai ở trong thế gian mà không đặt mình hướng về trời cao, kẻ đó bị chôn lấp trong thế gian, kẻ đó bị chôn lấp trong sự xấu, sự dữ.
Nhưng nếu từ thế gian mà biết để cho ánh sáng của trời cao soi rọi, sẽ bước vào một cuộc sống mới, bước vào ánh sáng của trời cao. Tôi thấy hai lĩnh vực rất đời thường, nhưng với phân tích mà tôi vừa nói với anh chị em không tầm thường tí nào. Đó là hai lĩnh vực mà mỗi người chúng ta cần phải khám phá để chúng ta ở lại trong thế gian, hay mặc dù đang ở trong thế gian, chúng ta phải hướng về trời cao. Chúa Giêsu cũng từ nơi thế gian, bởi vì người từ trời mà đến, cho nên người cũng đang ở thế gian. Nhưng lòng của người không thuộc về thế gian, đời sống của người không a dua với thế gian, cách sống của Chúa không rập khuôn với thế gian. Nhưng Chúa đến để biến thế gian thành trời, Chúa biến ánh sáng để từ đó đổ vào trong bóng tối của thế gian. Và rất đáng thương cho thế gian, đấng từ trời cao đến với mình lại bị thế gian chê chối, từ bỏ. Cho nên lòng của con người vẫn mãi mãi không muốn ra khỏi cái bóng tối ấy, vẫn cứ muốn ở lại với nó. Cho nên tiêu diệt sự sáng, tiêu diệt trời cao, tìm cách để tiêu diệt. Nhưng thưa anh chị em, không thể được. Không thể có chuyện thế gian mà có thể tiêu diệt được trời cao. Không thể có chuyện ma quỷ mà tiêu diệt được sự thiên thánh của Thiên Chúa. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên dẫu một ngày kia Chúa Kitô sẽ được treo lên, nhưng Chúa phán thế này này: ngày mà các ngươi đưa ta lên, ngày mà các ngươi dương ta lên, ngày ấy các ngươi sẽ biết chính là ta. Chính là ta là lời nào vậy anh chị em? Là lời mà ngày xưa khi Thiên Chúa phán với thủ lãnh Môi-se trong bụi gai bốc lửa, nhưng bụi gai không bị thiêu rụi. Ngày ấy Thiên Chúa nói với Môi-se rằng: ta sai ngươi đi để giải phóng dân ta, ta sai ngươi đi đến với Pha-ra-ô để nó phải cho dân ta ra khỏi nơi đây vào hoang địa mà thờ kính ta. Thủ lãnh Môi-se đã hỏi Thiên Chúa rằng: thưa Ngài, Ngài là ai để tôi có thể đến mà nói với dân? Thiên Chúa xưng mình với một danh xưng, với một cái tên. Nhưng tên Thiên Chúa cũng như có cũng như không, mà không cũng như có. Bởi vì Thiên Chúa không có tên, thành ra ngày ấy khi người được Môi-se hỏi để đến với dân của người, thì người đã cho biết một cái tên, cái tên của Thiên Chúa, cái danh của Thiên Chúa, nhưng không phải là tên gọi của người. Lại là tên gọi của người khi Chúa bảo chính là ta. Có ai tên là chính là ta không? Ta chính là ta. Thiên Chúa của chúng ta đứng là Thiên Chúa, đứng muôn đời là Thiên Chúa, đứng chính là Thiên Chúa. Dù gì, ở giai đoạn nào, lịch sử ra làm sao, người vẫn là Thiên Chúa. Người chính là đứng, đã từng là mặc khải, đã từng tự hữu, đã từng hằng hữu và mãi mãi hằng hữu. Chính là ta. Và Thiên Chúa đã xưng mình ta là chính ta như thế, thì ngày hôm nay Chúa Giêsu lại dùng chính danh xưng ấy cho mình khi Chúa bảo rằng: khi các ngươi dương ta lên, các ngươi sẽ biết chính là ta. Vậy Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu cũng chính là Thiên Chúa nơi bụi gai bốc lửa xưa. Nếu Thiên Chúa ngày xưa ở trong bụi gai sai Môi-se đi để giải phóng dân, thì nay Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu đang giải phóng chúng ta. Ánh sáng đang giải phóng bóng tối, trời cao đang giải phóng thế gian, và sự thánh thiện đang tràn ngập để giải phóng sự dữ, sự tội. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có đón nhận ơn giải phóng ấy không? Chúng ta có thuộc về đoàn dân được cứu chuộc không? Đó chính là điều quan trọng nhất mà ngày hôm nay chúng ta phải tự hỏi để đặt ra cho mình đường lối mà đi. Bởi Chúa chính là Thiên Chúa, đấng đã yêu mến sự giải phóng. Người đã giải phóng dân người, nay người đang giải phóng thế gian.
giải phóng từ người chúng ta không phải là giải phóng khỏi một quốc gia mà mình làm nô lệ, mà là ngày nay Chúa giải phóng loài người khỏi bóng tối của thế gian để đưa chúng ta vào sự sống. Một lần nữa tôi muốn hỏi anh chị em, và tôi muốn dừng lại ở câu hỏi này để tự mỗi người phải trả lời, vì không ai có thể giúp mình được cả. Chỉ có bản thân mới có thể trả lời để tìm cho mình đường đi, để tìm cho mình lối, mà chúng ta phải trở về với đấng mà mình từ đó đã xuất phát. Anh chị em thân mến, anh chị em có còn đang thuộc về thế gian không? Câu hỏi này tôi muốn dừng lại, mỗi người hãy tự trả lời để tìm cho mình đi về với Chúa, để tìm cho mình con đường đến với ánh sáng thật, đến với sự sống thật, đến với đấng đã xưng mình từ ngàn xưa, ta chính là ta, nay tiếp tục danh xưng ấy chính là ta.